Đồng hương Old County, ở Westminster nói riêng, bên cạnh của thị trưởng là ông Law Enforcement Commissioner của công an Texas, The Honorable Rod Tiger. Chúng tôi đã quen nghe cái giọng của ông rồi. Đây, nhưng mà quý vị có thể là khó nghe bởi vì ông từ miền Đông, North East of Texas. Rất là khó nghe. Bởi vì họ hay chào cái hello y'all, nói chuyện thì tôi chào cũng có ổn đâu. Nhưng mà phát xuất từ cái quả tim yêu người Việt Nam. Linh mục Nguyên Thanh, nguyên là tuyên úy của sư đoàn thủy quân chiến Việt Nam Cộng Hòa, người tù chính trị 10 năm. Và đặc biệt hơn hết, Thượng tọa Thích Trọng Lai, người sáng lập ra hệ thống chùa Tầm Nguyên, làng A Di Đà, và chủ trì trên 10.000 Phật tử khắp nơi trên thế giới, sư phụ Thích Trọng Lai. Yeah! Cái người quan trọng trong tất một cuộc biểu tình, trong những đám đông, là cái người đang đứng đằng sau sư phụ Thích Trọng Lai, sẵn sàng đứng ra phía trước nếu có một việc gian, nếu có một người nào muốn làm hại tăng đoàn này, người đó sẵn sàng hứng chịu trước cái hậu quả. Đó là anh Chase. Yeah! Đó, đây là chúng ta, người thật việc thật, không có giả mạo, không có đóng kịch. Chúng ta về đây ngày hôm nay, 45 năm trước đây, những người Việt tị nạn đã đến đây, đã xây dựng được cái nền tảng này, đã nói lên được chúng ta, cho tới con cháu chúng ta, cho tới hết khi nào không còn cộng sản ở Việt Nam nữa thì chúng ta mới hết làm tị nạn. Còn cộng sản, chúng ta còn là người tị nạn cộng sản. Chúng ta dù là qua đây bằng bất cứ cái hình thức nào, chúng ta đang sống trong một đất nước dân chủ và tự do. Trong cái dân chủ và tự do đó, chúng ta đã bầu được người đại diện cho cái thành phố Westminster này, một người thị trưởng đã làm nên một cái lịch sử. Một người thị trưởng đó đã làm sạch thành phố Westminster, sạch về chính trị, sạch về con người, sạch luôn cả con đường chúng ta đang đi. Mẹ, từ trong tâm hồn chúng ta, những người Việt Nam tị nạn khắp nơi trên thế giới có dịp về đây để mà thăm viếng gia đình, chúng ta hãnh diện là ở tại Phước Lộc Thọ có con đường chính thức Sài Gòn và ba cái thành phố để mà chúng ta vinh danh tiểu Sài Gòn đó. Tuy rằng tại Sài Gòn đã rơi vào tay cộng sản tạm thời, cái thành trì của chúng ta bây giờ là giữ cái tiểu Sài Gòn này để rồi chúng ta về trong một ngày vinh quang để dựng cờ trên hòn ngọc Hiển Đông. Đó là Sài Gòn ơi. Trước khi chúng ta xuất hành ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trân trọng mời người chủ nhà là thị trưởng Tà Đức Trí có đôi lời trước khi đó rồi sư phụ Thích Tông Lai. Cảm ơn anh Michael Hoa. Kính thưa Thượng tọa Thích Thông Lai, Linh mục Nguyên Thanh, Commissioner Kiker, quý vị Phật tử của hệ thống chùa Tầm Nguyên, làng Di Đà, tôi vô cùng xúc động và hãnh diện với sự có mặt thật đông đủ của tất cả quý vị, sự có mặt của quý vị ủng hộ cho tinh thần chống cộng của các dân cử thành phố Westminster đã thể hiện được sự quyết tâm của tập thể người Việt tại hải ngoại lúc nào cũng gìn giữ thành phố Westminster được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn. Và sự có mặt của rất nhiều quý Phật tử và đồng hương khắp nơi cũng giúp cho chúng tôi có thêm tinh thần và nghị lực, và Westminster sẽ mãi mãi
là thủ đô tinh thần của quý vị liên hệ. Chúng ta luôn tạo sự đoàn kết, chúng ta luôn nêu cao tinh thần chiến đấu chống lại độc tài cộng sản. Và với tinh thần đó, với sự quyết tâm đó, chúng ta đều hy vọng rằng Việt Nam phải có tự do, phải có dân chủ trong tương lai. Và chúng ta phải gìn giữ thành phố Westminster sẽ mãi mãi là thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn tại hải ngoại. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Dĩ nhiên, do anh Nguyễn Mạnh Chiến xin được có vài lời. Dạ vâng. Chúng tôi xin testing one two. Testing one two. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được cùng với thị trưởng tại Đức Trí rất là chào mừng tất cả các phái đoàn từ khắp nơi đến với thành phố Westminster trong ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị nói lên cái tấm lòng của quý vị cho cộng đồng của người Việt của chúng ta tại thành phố này, nơi là thủ phủ chống cộng. Và chúng ta hãy cùng với nhau một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta xuất hành, chúng tôi được biết là có những phái đoàn từ bên Texas, từ bên San Jose, từ nhiều nơi cũng đã có mặt ở đây. Và có những phái đoàn đã đi từ hồi đêm và sáng hôm nay mới tới cái địa điểm này. Thành thử chúng tôi rất là hâm mộ cũng như là ngưỡng mộ tinh thần của tất cả quý vị. Quý vị đã sẵn lòng từ xa, không quản ngại đường xa để đến đây với tất cả các đồng hương, đồng bào ở đây để cùng nói lên một tiếng nói chung. Một lần nữa chúng tôi xin được cùng với thị trưởng tại Đức Trí chào đón tất cả quý vị. Yeah! Yeah! Hãy nói lên trong tinh thần này. Ai trong chúng ta từ Úc Đại Lợi? Giơ tay lên! Cho chào phong tay, Úc Đại Lợi, Hawaii, Pennsylvania, Chicago, North Carolina, Arizona, Oklahoma, the great state of Texas. Có anh Vũ Nguyên trưởng Oregon, Nam California, tất cả tăng đoàn của hệ thống chùa Tầm Nguyên làng A Di Đà khắp nơi trên thế giới đang theo dõi chúng ta qua livestream, và nhiều đồng hương Việt Nam của chúng ta cũng đang theo dõi, là bởi vì tâm hồn tinh thần của chúng ta, như chúng tôi nói, chúng ta sẽ đi xuống đường ôn hòa với trọn vẹn quả tim trao tặng cho mẹ Việt Nam. Và kêu gọi tất cả quý đồng hương ở Westminster bầu giữ lại thị trưởng Tạ Đức Trí. Việt Giang, Việt Cộng, Trung Cộng không có đất sống ở Westminster. Và những nơi nào có cờ vàng ba sọc đỏ là những nơi đó là những người con chân chính của mẹ Việt Nam. Chúng tôi không cần biết là chúng ta bầu cho ai. Khi chúng ta đi bầu, chúng ta bầu cho mẹ Việt Nam một lá phiếu, bởi vì Đinh Lý Lê Trần Nguyễn là những người con của mẹ Việt Nam, và mẹ Việt Nam đó sẽ giao cái trách nhiệm cho những người được đắc cử. Tạ Đức Trí là một trong những người con của mẹ Việt Nam. Và Tạ Đức Trí là cái người cũng như hướng dẫn Phó Thị trưởng Kim Ly Hồ, nghị viên Nguyễn Mạnh Chí và nhiều người con của chúng ta sẽ vào vòng chính để giữ được Westminster, Little Sài Gòn. Trước khi con mời Linh Mục cùng con để dâng lời cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam ở bên kia bờ đại dương được thoát khỏi cộng sản,
Kính thưa quý vị, hôm nay con là Tỳ kheo Thích Tông Lai có mặt ở tại Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn. Có nhiều người nói con là được Tạ Đức Trí mướn để về đây để ủng hộ Tạ Đức Trí. Xin lỗi, không có ai mướn được Thích Tông Lai này đâu. Thứ nhất, ở tại thành phố Westminster này, đệ tử của hệ thống chùa Tầm Quyên không có nhiều, nhưng có khoảng 750 lá phiếu đã bầu cho thị trưởng Tạ Đức Trí. Cho nên tôi phải về đây để bảo vệ một người con của hệ thống chùa Tầm Quyên, con của HO, con của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Đó là lý do thứ nhất tôi về đây. Lý do thứ hai, hiệp nghị thành đô Việt Cộng bán nước cho Tàu Cộng còn có chưa đầy một tháng, chúng nó đã lần lượt thi hành ở Việt Nam ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được Đảng Cộng sản thông qua mới vừa trong tuần lễ vừa qua. Cho nên tôi về đây để đem tất cả tăng đoàn hệ thống chùa Tầm Quyên và tất cả những người Việt yêu nước, chúng tôi không công nhận mất ước thành đô. Thế đó, Sài Gòn lớn đã tạm thời mất. Không thể nào, 44 năm qua, tất cả đồng bào chúng ta, những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Cảnh sát Quốc gia, những thiền nhân vượt biển đã đóng góp xương máu để xây dựng được một Little Sài Gòn. Cho nên tôi về đây là vì tôi có bổn phận trả ơn Tổ quốc, bảo vệ Sài Gòn nhỏ không rơi vào tay Tàu Cộng và Việt Cộng. Kế đến là tôi biết rõ có một âm mưu rất lớn do Tàu Cộng chi tiền cho những tên trọc phú để đánh phá cộng đồng, đánh phá thị trường Westminster, và đó là chúng ta đang thực hiện nghị quyết 36. Cho nên tất cả những cộng đồng chiến đấu ở đây đều là chống cộng, nhưng mà khác đường lối chiến đấu. Cho nên nghị quyết 36 đã thọ kệ bến xe để cố tình chia rẽ cộng đồng. Cho nên 36 triệu đô la nó đã dồn vô đây để đánh vào thủ đô người tị nạn. Cho nên tôi kêu gọi tất cả những cộng đồng hãy thức tỉnh và bắt tay nhau, kẻ thù chúng ta là Việt Cộng và Tàu Cộng chứ không phải là Tạ Đức Trí. Và một lần nữa, con xin tất cả những người Công giáo, Phật giáo, chúng ta hãy đoàn kết giống như con và cha Linh Mục Nguyên Thanh đã sát cánh cùng nhau trên 5 năm. Hôm nay, con xin nhường lời lại cho cha để cha có đôi lời nói cùng với Phật tử và giáo dân. Đó là tinh thần thương yêu đồng bọc mà chúng ta muốn đánh sang cái nghị quyết 36 mà thị trưởng Tạ Đức Trí đã thông qua cách đây tháng rồi. Thì không phải lời nói mà chúng ta phải đoàn kết thương yêu, muốn chống lại nghị quyết 36 là tất cả người Việt quốc gia, các tổ chức chống cộng, các hội đoàn, các chính phủ ở đây đều phải đoàn kết. Chúng ta đoàn kết thì chúng ta sẽ đánh tan nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam. Con xin mời Linh Mục Nguyên Thanh. Cảm ơn sư phụ Thích Tông Lai. Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, từ ngày đổi thành Hồ Chí Minh, thì hàng triệu người đã phải bỏ mình dưới đáy biển, trong rừng sâu, trong các trại cải tạo, và tất cả những nhà mặt tiền, những đất đai, nhà cửa của tôn giáo, của tư nhân đều bị vào tay của những đảng viên Cộng sản. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi là vì Sài Gòn đã biến thành Hồ Chí Minh. Ngày nay, nghe những cái đồng tiền dơ bẩn, đồng tiền máu của Pháp Luân Công, của Duy Ngô Nhĩ, của những tử tù Tàu Cộng, là những giọt máu ri, những giọt máu vô tội đã được út lên để bán đi khắp thế giới. Và những đồng tiền dơ bẩn đó đã rải lên Sài Gòn nhỏ của chúng ta. Và từ những đồng tiền đó thì Sài Gòn nhỏ đang bắt đầu nhuốm máu. Cho nên chúng ta không thể để Sài Gòn nhỏ biến thành Hồ Chí Minh nhỏ lần nữa.
mọi người chúng ta bảo vệ những nghị quyết của thị trưởng và hội đồng thành phố SBT, cấm không cho các phái đoàn Việt Cộng lai vãng ở thành phố, ở Sài Gòn nhỏ, cấm không cho cờ đỏ sao vàng được bay trên thành phố, và cấm không cho Việt Gian được tuyên truyền ở thành phố chúng ta. Yeah. Nếu chúng ta không đoàn kết, không bảo vệ thành trì Sài Gòn nhỏ của chúng ta, thì chúng ta có muốn là mai mốt mở mắt ra chúng ta lại thấy cờ đỏ sao vàng, lá cờ máu của Tàu Cộng, của Trung Cộng, của Việt Cộng bay trên đại lộ Trần Hưng Đạo Bon Sa hay không? Đó là lý do mà tất cả chúng ta có mặt hôm nay, để nói lên tinh thần đoàn kết bảo vệ thành trì chống cộng và bảo vệ cho tự do của Sài Gòn nhỏ. Xin cảm ơn. Cảm ơn sự phụ trách tương lai cũng như là Linh Mục Nguyên Thanh. Các quý vị, chúng ta đã về đây bốn bể năm châu, có nhiều người hy sinh trong cái tuần lễ tạ ơn này để về đây, có nhiều người cũng đã hoãn lại hoặc là rút ngắn cái thời gian đi thăm gia đình. Ông Vũ Huynh trưởng của Bắc Cali đang đi cùng gia đình đã về đây cho kịp đêm ngày hôm qua từ Paris Pháp Quốc để cùng chúng ta có mặt ngày hôm nay. Hoan nghênh cái tinh thần đó. I have to stand up here to be able to tell you what I'm gonna do. I'm gonna climb a little higher so I can see y'all. Yeah. How are you? Yeah. Welcome to Westminster, California. Yeah. The home of Mayor Ty. Yeah. City Council Member Charles Wynn. We thank you all for hosting us and allowing us to have our international conference here. Where's Guy Wynn? Where'd he go? He is our co-chairman and has done an outstanding job. I'd like to recognize him. Right here. Come up here. Come right up here. Here's our co-chairman. He's the one to help us put this thing on. Mr. Guy Wynn. We're here today to lift and empower and connect and inspire an entire world of patriots who love freedom and want freedom but have no voice. When they speak, they are silenced or put to death. We're here to tell them those days are over. Those days are over because when we have great mayors like Mayor Ty, who comes here and becomes the first Vietnamese refugee that comes to the United States to be the mayor of a major city in the United States, this is the kind of leadership that we can carry not only in California, we can carry throughout the great states of the United States, across the world. Right here. Because of him and his courage and his conviction and commitment to the right thing to do, we're offering to the world to join us in our conference and our cause of freedom of a voice. Come with us today and enjoy our conference, and thank you for being here. Thank you.
cái đầu cái tư giờ từ từ lại này chút nữa mình về hội trường mình nói chuyện lo đi đấy. Dạ chút nữa về hội trường coi chừng ước lượng có khoảng chừng 700 tới 800 người đã có mặt trong cái cuộc tuần hành này, và cuộc tuần hành này như là chúng tôi đã thông báo trước và đã loan báo trước cho quý vị là chúng ta còn có một số điểm. Thứ nhất là chống cái nghị quyết thành đô mà cái hiệp ước thành đô mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết với lại Trung Quốc. Thứ hai là phản đối Cộng sản Việt Nam đã quá yếu hèn trong cái vùng vải tư chính và không bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Thứ ba là lên án những kẻ ở Mỹ ở hải ngoại mà làm công cuộc cho Đảng Cộng sản Việt Nam, và thứ tư là ủng hộ cái nghị quyết trong nghị quyết 36 của thành phố Westminster vừa được thị trưởng đã được ký, phó thị trưởng Kimberly Hall và nghị viện của anh chị thông qua tháng trước. Đây là một trong những ý nghĩa của cái cuộc tuần hành của chúng ta, và chúng ta đã thấy là cái số lượng người rất là đông ở khắp nơi trên thế giới về, trong đó thì có từ ở Úc, từ ở Âu Châu, từ ở Canada, từ ở Hoa Kỳ và nhiều tiểu bang. Và các quý vị đã thấy đây là một trong những cái tuần hành mà chúng tôi có khoảng 700 tới 800 người đã có mặt. Đây là con số rất khích lệ cho cái ngày chủ nhật trong tuần lễ Thanksgiving, và các vị thấy rất là đông. Chúng ta có một cái lượng dây rất là dài và một lát nữa có thể lên tới 1.000 người hoặc trên 1.000 người. Đây là cái con số mà rất khích lệ cho ban tổ chức cũng như là những người đã đứng ra, đặc biệt là Thượng tọa Thích Thông Lai. Hy vọng rằng đợt này Thượng tọa Thích Thông Lai về đây sẽ ban một cái bầu không khí mới cho cái lập trường của người Việt tị nạn cộng sản và đối đầu với cộng sản ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Dạ khỏe. Dạ. Lát nữa bên hội trường mình nói chuyện nhiều hơn. Bây giờ nó tuần hành trước đi. Dạ. Dạ. Rồi quay rồi. Nhờ anh nói mới biết hôm nay đi nè. Dạ. Cảm ơn chị. Lát nữa mình tới ở bên hội trường bên kia mình nói chuyện. Lát nữa xong cái hội trường ở cái chỗ đường Newland đó, cái trường Warner đó. Cái chỗ kế bên Stack Warner đó. Coi phim chú nhiều lắm á. Dạ, dạ. Rồi bây giờ quý vị, tôi sẽ đi ngược từ hướng phía sau đến phía trước của đoàn người tuần hành ngày hôm nay, và các bạn đã thấy rất là đông những cái biểu ngữ và có rất nhiều những cái biểu ngữ, trong đó đầy đủ những cái thông điệp mà cộng đồng người Việt Nam và ở Westminster đã gửi ra, cũng như là tăng đoàn của chùa Tâm Nguyên của Thượng tọa Thích Thông Lai đã gửi ra.
cho tất cả mọi người trên thế giới thấy là cái sự ủng hộ dành cho thị trưởng Tạ Đức Trí, phó thị trưởng Kimberly Hồ và nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Trí ở thành phố Westminster. Những người em, những người con cháu trong cộng đồng có một cái chủ trương chống cộng sản rất rõ ràng và đang bị tấn công bởi một nhóm người mà chúng ta đã thấy từ hôm trước đến nay. Hy vọng rằng cuộc tuần hành này sẽ làm cho mọi người hiểu rõ hơn về cái giá trị mà thành phố Westminster đã đóng góp cho cộng đồng. Và tôi đi từ phía sau ra phía trước, quý vị thấy cái đường dài rất là dài, hơn nửa dặm là những con người và những bậc tu và cũng như là các cháu thiếu nhi, quý vị đã thấy rất là rõ ràng. Và đây mà quý vị thấy chúng tôi tổ chức rất là cẩn thận, có các em các cháu mang những cái thùng rác mobile để mà có thể lượm rác, và nếu mà có ai đó xả rác thì họ là lượm rác. Đây là một trong những cái nét đẹp của cái cuộc tuần hành ngày hôm nay. Quý vị nhìn thấy cái màu sắc áo màu vàng rất là đẹp của Phật giáo, biểu tượng của Phật giáo. Và đây là tăng và bây giờ chúng tôi đã tới góc đường Phú Sa và đường Phú Sa. Đây để xem là cái trái tim của Lý Đô Sài Gòn. Mình thấy một cái rừng rất là đẹp. Đây là làng tổ thành của chúng ta. Ánh sáng tự do, mây trời sáng màn đêm. Các bạn nhìn thấy một cái làng tổ thành rất là đẹp. Ở đây là làng tổ thành của hệ thống chùa Tầm Nguyên và phối hợp với lại những cư dân ở quận Cam cùng với lại một số anh em ở các tiểu bang khác từ Texas, từ Bắc California, từ Chicago, từ Arizona, tất cả đều tập trung về đây. Và quý vị đã thấy giờ là tổng thành chúng ta đi rất là dài,
dân đại đồng Phúc Sơn cùng tình hướng lãnh đạo của đồng chí và đang đi hướng cái đoạn dài này thì khoảng nếu mà tính hết từ đầu tới cuối là khoảng gần nửa dặm chỗ đoàn người này, thì quý vị đã thấy là gần nửa dặm thì tôi dự tính và tôi ước đoán là khoảng 800 cho tới 1.000 người. Thì từ nãy giờ thì đã có một số người đã ra và bây giờ họ thấy được và họ hòa chung với lại cái đoàn người tuần hành ngày hôm nay. Thì quý vị thấy đoàn cái đoàn rất là dài và chúng ta có tới quý vị đã nhìn thấy rất là rõ ràng. Và đây là một trong những cái hình ảnh đẹp nhất mà tôi nghĩ rằng là tôi cần ghi nhận lại. Và đoàn tân hành đi rất là trật tự, vui hòa. Và đa số là những vị tu hành, do đó quý vị thấy là rất là tốt. Và chúng ta vẫn còn tiếp tục. Và quý vị thấy chúng ta đi về đâu? Là thị trưởng Tạ Đức Trí. Chúng ta đi về đâu? Xem là thị trưởng đầu tiên của Việt Nam ở Hoa Kỳ và anh được xem là một trong những thị trưởng thành công nhất. Anh làm thị trưởng 6 năm và anh làm nghị viên 7 năm và anh làm nghị viên là 6 năm. Tổng cộng là anh phục vụ cho thành phố West chúng ta là 13 năm và được xem là những một trong những gương mặt thân thương của cộng đồng. Quý vị nhìn thấy rất là dài. Chúng ta đi về đâu? Chúng ta đi về đâu?